Vitamin chống lão hóa da giúp bạn trẻ mãi không già. Lão hóa da là dấu hiệu suy giảm chức năng của da, khiến độ đàn hồi của da giảm đi và các mô liên kết bắt đầu yếu dần. Kết cấu collagen, elastin cũng dần trở nên lỏng lẻo. Quá trình lão hóa sẽ dẫn tới sự suy giảm chức năng của da, thể tích da, mật độ da, đặc biệt là collagen, mất đi đến 1% mỗi năm ở phụ nữ. Lão hóa da là gì? Nhắc đến lão hóa, không chỉ có biểu hiện tóc bạc, chiều cao giảm dần, đi lại khó khăn hay suy giảm trí nhớ, mà còn là tình trạng có tuổi của làn da. Cũng giống như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, làn da cũng phải chịu tác động của thời gian. Đầu tiên, các bạn cùng tôi xem video này. Khi da lão hóa sẽ có một số biểu hiện ra bên ngoài bằng các hình ảnh trực quan như tóc bạc màu, da nhăn nheo, da sạm đi, nếp nhăn và vết chân chim nhiều lên. Nguyên nhân chính gây lão hóa da. Khi nào thì chúng ta nên chống lão hóa da? Cũng giống như các cơ quan khác trong cơ thể, lão hóa da do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Đầu tiên là các nguyên nhân bên trong: tuổi tác, sự thay đổi hormone. Thứ hai là các yếu tố bên ngoài như ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm quá mức, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá. Khi nào chúng ta nên chống lão hóa da? Muốn biết thời điểm nào nên tiến hành chống lão hóa da thì các bạn cần nắm được quá trình lão hóa da theo độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Tuy độ tuổi này da có những vấn đề về mụn là khó tránh khỏi, nhưng vẫn săn chắc, rất hiếm khi có nếp nhăn. Nếu bạn bắt đầu thực hiện quy trình chống lão hóa da từ độ tuổi này sẽ được xem là hoàn hảo nhất. Từ 30 đến 40 tuổi, giai đoạn này lượng collagen và chất chống oxy hóa giảm dần và là giai đoạn đầu của quá trình lão hóa da. Từ 40 đến 50 tuổi, từ tuổi 40 da bắt đầu giảm khả năng đàn hồi, quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng kém hiệu quả, chất béo dễ tích lũy bên dưới da và khả năng đào thải độc tố của da suy yếu. Từ 50 tuổi trở đi, các dấu hiệu lão hóa da đến lúc này đã trở nên rõ ràng, có đốm sậm màu, đôi môi, to lỗ chân lông, da chảy xệ. Có thể thấy rằng quá trình lão hóa da sẽ trở nên nhanh hơn từ tuổi 25 trở đi và các dấu hiệu lão hóa sẽ rõ ràng từ 30 tuổi. Chính vì thế, từ 25 tuổi trở đi, bạn đã cần phải rất là lưu tâm đến vấn đề ngăn ngừa lão hóa. Tại sao vitamin C tốt cho làn da? Vitamin C là chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, đóng vai trò quan trọng với cơ thể và làn da. Một số lợi ích tuyệt vời của vitamin C cho làn da khi bạn sử dụng nó mỗi ngày. Như thứ nhất, tăng cường collagen. Collagen là thành phần cấu tạo nên da, tóc, cơ và gân. Khi con người già đi, quá trình sản xuất collagen chậm lại, dẫn đến da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Vitamin C có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen và elastin, giúp da căng mọng và săn chắc. Thứ hai là giảm tăng sắc tố. Tăng sắc tố là tình trạng phổ biến với đặc trưng là phát triển các đốm sậm màu như da trên nám, đôi môi. Tình trạng này thường xảy ra do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím của mặt trời. Vitamin C có thể cải thiện làn da bằng cách ức chế sản xuất tyrosinase, một loại enzyme hỗ trợ sản xuất melanin, ngăn ngừa tăng sắc tố, từ đó giảm sạm, nám. Trong quá trình chăm sóc da, để bảo vệ làn da của mình thì bạn cần kết hợp cả chế độ dinh dưỡng hàng ngày lẫn các thực phẩm bổ sung theo độ tuổi. Nếu bạn đang quan tâm các thực phẩm bổ sung chống lão hóa, hãy liên hệ ngay hotline này để được tư vấn chi tiết và cụ thể nhất nhé. Thứ ba, chống lão hóa. Không chỉ thúc đẩy sản xuất collagen, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da, vitamin C dạng bôi có thể ngăn ngừa tình trạng mất collagen do lão hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa này góp phần chống lại các đốm tăng sắc tố, giảm dấu hiệu lão hóa sớm do các yếu tố như hút thuốc, ô nhiễm môi trường, phơi nắng thường xuyên. Thứ tư, thúc đẩy nhanh lành vết thương. Vitamin C có tác dụng sửa chữa và tái tạo mô do các đặc tính chống viêm, thúc đẩy sản xuất collagen, một thành phần thiết yếu của mô liên kết. Vết thương lâu lành là triệu chứng phổ biến do thiếu vitamin C. Và cuối cùng là giữ ẩm. Nếu không có đủ độ ẩm, nếu bịu bì, lớp trên cùng của da bắt đầu khô, dẫn đến ngứa, bong bẩy và lão hóa sớm. Cấp ẩm giúp giữ cho làn da khỏe mạnh trẻ trung. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lớp bịu bì, tăng cường khả năng chống mất nước. Lời khuyên hữu ích cho bạn khi sử dụng vitamin C mỗi ngày: ngoài các thực phẩm giàu vitamin C chúng ta ăn mỗi ngày như cam, dưa chuột, cà rốt, ổi, cà chua, củ cải, thì các bạn cũng có thể sử dụng vitamin C từ thực phẩm chức năng. Tất nhiên, khi bạn lựa chọn bổ sung bằng đường này thì cực kỳ lưu ý tới liều lượng sử dụng. Việc bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng. Chẳng hạn như quá nhiều vitamin C có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, gây tiêu chảy, buồn nôn, trào ngược dạ dày. Vitamin C có thể gây thiếu sắt, làm tăng nguy cơ tích tụ sắt trong cơ thể như bệnh huyết sắc tố. Bổ sung vitamin C với liều lượng cao có thể dẫn đến sỏi thận, sỏi tiết niệu. Vậy nên khi sử dụng, bạn nên chọn các loại chứa không quá 100% nhu cầu hàng ngày của bạn.
bảng liều lượng vitamin C theo độ tuổi sẽ giúp bạn có lựa chọn chính xác hơn. Hãy bổ sung vitamin C đúng cách, đủ liều lượng để vừa an toàn cho sức khỏe, vừa đẹp da nhé. Theo dõi kênh Thúc Hay Thầy Tốt để cập nhật các tin tức về sức khỏe mỗi ngày.